Website đào tạo Forex. Xin chào nhà đầu tư. Hôm nay tôi xin được giới thiệu tiếp tài khoản thứ hai trên thị trường để mời nhà đầu tư theo dõi và đánh giá. Khi các bạn tham gia vào trong giao dịch Forex trên thị trường thì bản thân các bạn phải thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Và các giá trị thực tiễn này trên thị trường thì bản thân nhà đầu tư phải thấy rõ được. Người thầy của các bạn phải chứng minh những giá trị này trên thị trường. Và khi các bạn tham gia giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này, các bạn muốn tìm hiểu bất kỳ một khóa học nào thì bản thân các bạn phải nhìn thấy được tài khoản của cái người đứng ra chia sẻ đấy trên thị trường. Thầy mà không chứng minh được giá trị kiến thức ở trên thị trường bằng chính những tài khoản của họ khi mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này thì thầy đấy chính là thầy lừa đảo ở trên thị trường. Và nhà đầu tư không nên ném tiền vào trong thị trường giao dịch Forex để tham gia vào các cái khóa học đấy trên thị trường. Hiện nay các vấn nạn trên thị trường giao dịch Forex rất là nhiều. Trung tâm đào tạo Forex chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận các vấn đề này. Và nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường Forex phải đánh giá được cái kiến thức mà các bạn học ở trên thị trường giao dịch Forex. Các bạn phải thấy được từ nhà những cái kiến thức này, thầy phải vận dụng vào trong thực tế, phải chứng minh các giá trị này liên tiếp trên chính tài khoản của họ trong cả khoảng thời gian dài. Chứ không phải nhà thầy chỉ vẽ và nói mồm như thị trường. Đây là mọi điều mà nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này các bạn cần phải đánh giá cho thật kỹ và phải hiểu rõ những vấn đề này trên thị trường. Khi mà các bạn bỏ tiền ra học ở bất kỳ nơi đâu thì các bạn phải hiểu rõ được điều này. Và bản thân khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn phải hiểu rõ thế nào là sàn giao dịch Forex. Các bạn phải hiểu rõ rằng nhà bọn IB trên thị trường giao dịch Forex này chỉ là những bọn môi giới trên thị trường và bọn nó sống ký sinh vào những cái lệnh của bản thân nhà đầu tư ở trên thị trường khi mà giao dịch ra. Đây là điều hết sức nguy hiểm của bất kỳ một ai khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex chưa hiểu rõ được vấn đề này. Và bản thân các bạn phải có thời gian trải nghiệm, các bạn mới đánh giá được các sự khốc liệt trên thị trường. Không có vụ mà gì nhà dễ kiếm tiền trên thị trường giao dịch Forex. Thị trường giao dịch Forex chỉ là nơi dễ mất tiền với những người không hiểu biết. Và bởi vì vấn đề các bạn cho rằng nó dễ kiếm tiền thì chính các bạn mới là những người dễ mất tiền trên thị trường này. Thị trường giao dịch Forex chỉ đơn giản kiếm được tiền đối với cả những ai đã phải trải qua cả quá trình luyện tập trên thị trường. Và họ phải có những cái va vấp trên thị trường thì họ mới có thể định hình được. Không có vụ ở trên thị trường giao dịch Forex này, chỉ có vụ nói mồm. Đây là mọi điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ nhà đầu tư có thể hiểu rõ được. Tại hôm nay nơi đây tôi đang ở tại Hà Nội, mạng rất là yếu và cứ chập chờn, chính vì thế tôi không có chia sẻ lâu được. Và tôi mong muốn rằng những giá trị này mọi nhà đầu tư hiểu rõ. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường. Đã phải trải qua cả quá trình luyện tập trên thị trường và họ phải có những cái va vấp trên thị trường thì họ mới có thể định hình được. Không có vụ ở trên thị trường giao dịch Forex này, chỉ có vụ nói mồm. Đây là mọi điều mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi chia sẻ nhà đầu tư có thể hiểu rõ được. Tại hôm nay nơi đây tôi đang ở tại Hà Nội, mạng rất là yếu và cứ chập chờn, chính vì thế tôi không có chia sẻ lâu được. Và tôi mong muốn rằng những giá trị này mọi nhà đầu tư hiểu rõ. Website đào tạo Forex xin chào.